cái đồng quý Hạnh có sao không con? Trời ơi, bà ơi, Hạnh ơi, dậy đi con. Tiền điện 2.802.347 đồng. Cô Hiền. Mở, cô đi đâu vậy? Một người quen con đang gặp nguy hiểm. Người đó quan trọng con lắm, con đi với nội. Ba đâu? Hả? Cái gì vậy? Ba đừng có đi đâu hết nha ba. Ba đừng đi đâu hết. Con thấy ba nằm sấp trên đường, người ba báo không mà ba. Ba đừng đi đâu hết nha ba. Ý, nó bậy ba. Rồi. Không phải đâu, ba mặc cái áo trắng này luôn nè. Ba nằm sấp trên đường, người ba báo không mà. Ba đừng có đi đâu hết nha ba. Tôi biết rồi. Mở, đến lại. Mở đâu? Em nè. Thằng Mở đâu? Mở nó đi học rồi. Thằng Mở nó bị xe đụng. Thằng Mở nó bị tai nạn. Thằng Mở đâu? Còn nói cái gì nữa? Bình tĩnh lại. Nha. Thằng Mở nó đi học, nó không có sao hết trơn. Trời ơi, cái gì vậy con? Nó nằm mê man suốt ngày mà tỉnh lại có nói sáng như vậy. Trong y học người ta gọi là hiện tượng này là khùng phải không? Đó, đúng rồi. Trời ơi em đi khám con... nha, em dẫn nó đi khám nha. Thằng Mẫn đâu? Nè, bây giờ đừng có nói. Ai đây? Ông Đức Nghĩa. Ai? Mà bé Năm. Hoàng Anh. Nó đâu có bị gì đâu. Con có bị gì đâu, con mới nói mọi người bình tĩnh. Nhưng mà thằng Mẫn đâu? Em đã nói nó đi học rồi, nó chưa có về tới. Anh thấy thằng Mẫn bị xe đổ. Cái gì vậy? Thấy ở đâu? Năm ngủ thấy thằng Mẫn bị xe đổ. Nè, anh em nói nè. Nhiều khi á anh nằm nguyên một ngày với lại anh bị sốc á, cho nên là nằm mơ thấy thôi, chứ không có gì hết nha. Không có gì hết, không có. Thứ ba tới nội, thứ ba tới mẹ cũng mới về. Ủa? Ba trở lại rồi hả ba? Minh, thằng Mẫn đâu con? Thằng Mẫn đâu? Thằng Mẫn đâu? Ba ông nội, ba mẹ mới học về. Nó nè, Mẫn nè, yên tâm chưa? Nó về rồi. Đâu có bị gì đâu. Ủa, sao vậy nội? Mẫn, có phải là con bị một chiếc taxi đụng vô người đúng không? Trời, sao ba biết hay vậy? Có hả? Hay không? Mọi người thấy chưa? Dạ. Rồi con có sao không? Dạ, chuyện là như vậy nè. Rồi, tôi biết rồi. Trời ơi, thiệt vậy đó hả? Dạ. Nè, con nghe chưa, mày mốt đi đứng cẩn thận nghe chưa? Con một lần nữa là mẹ tịch thu điện thoại luôn đó. Không biết rồi mẹ. Mọi người có thấy không? Tại sao tôi biết được điều đó? Ủa, vậy không lẽ ba có thần giao cách cảm hả? Ba không biết nữa, tự nhiên ba nằm ba thấy cái chuyện rất là rõ luôn á. Hên thôi, vì khi đó mò, hên trúng thôi. Giờ không sao rồi đúng không? Bây giờ anh có cần gì không? Hả? Cần gì không? Em cần đi bệnh viện không? Không, trời ơi, con không có cần đi bệnh viện, cái con cần bây giờ là con cần ăn, con đói bụng quá. Tôi không nghĩ là ông chết, bà hiểu không? Bây giờ ông chết rồi tôi cũng muốn chết theo nữa. Chết rồi. Trong giấc mơ vợ mình nói không ngờ ông chết. Ông là ai? Ông là ông Đức Nghĩa, là ba mình, hay ổng là ông Trung Cao, ông già vợ mình, cũng có thể ổng là mình. Vợ ơi vợ, ổng là ai? Vợ ơi. Tại sao mà đau lòng như vậy chứ? Cái gì em? Vậy thôi nha. Vậy đi. Giờ tôi muốn chết thôi. Hoàng Anh, ai chết vậy Hoàng Anh? Anh còn ở đây mà, gia đình mình còn đầy đủ mà. Ba em hả? Nói anh nghe đi, bình tĩnh đi mà em. Còn anh ở đây. Em nói anh nghe đi, ông đó là sao anh biết được? Anh ơi, ai chết? Ở trong miệng nghe ông là ông dày chết. Chưa hết phim, ông chết bà đó rồi. Anh ơi, sao có phim không? Em không nghĩ là ông chết luôn. Em tưởng đâu là ông có người
ông chết rồi. Ông chết rồi. Trời ơi, là em khóc thì cho ông nhân vật trong phim hả? Ôi, tao giờ em coi phim mà. Đi 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 cho em coi phim. Mẹ, mẹ ơi, cháy ở đâu vậy mẹ? Cái gì vậy? Trời ơi, cháy kìa mẹ, cất vô. Ui dạ, ây da trời. Cái gì? Trời ơi. Trời ơi, cháy đâu mà cháy. Mẹ đang làm món áp chảo. Ủa sao mẹ té vậy? Thì con xô mẹ chứ ai. Trời ơi mẹ ơi, mẹ không thấy đâu chứ con thấy. Con mà không xuống kịp là mẹ sẽ cháy quần áo, mẹ sẽ cháy lên mặt mẹ luôn. Cháy gì mà cháy không biết nữa, thiệt tình. Con tưởng tượng con bị ảo tưởng sao chứ mẹ, làm gì mà cháy. Trời ơi, mọi người làm ơn tin con đi, con nói thiệt mà. Nếu như con không thấy mẹ bị cháy thì làm sao con chạy vô con cứu mẹ được. Con bình tĩnh hạnh, nghe mẹ nói nè. Nhiều khi con té đó, cái đầu con bị chấn động, cái IC con nó hơi nhiễu mạch chút xíu đó. Cho nên con tưởng là con thấy được nhiều cái việc mà giống như siêu nhân ta biết trước. Nhưng sự thật không phải vậy con ha. IC gì mẹ nói cũng không hiểu gì hết. Ủa, cả nhà ơi, có khi nào á ba đang bị cái triệu chứng trong khoa học người ta gọi là deja vu á cả nhà? Deja vu gì, ba là sạc nạn rồi. Deja vu là lâu lâu nó mới xảy ra một lần, đâu phải thường xuyên như ba đâu. Con nghĩ cái này là do thần theo cách cảm á ba. Giống bữa ba dự đoán được là con bị xe taxi đụng á ba. Không phải thần giao kích cảm, nó kêu là trước khi mà ba thấy con bị đụng á là ba nói chung là ba nhận biết được, con hiểu không? Thôi giờ thử coi, thử đoán được cái gì ba, coi ba sắp tới ba làm cái gì. Ừ, thử đi ba. Thấy gì không? Thấy gì chưa ba ơi? Thấy gì không ba? Lâu. Ừ, thấy gì không? Trời đất ơi, nó ngủ nó ngáy luôn rồi kìa. Kêu nó dậy, kêu nó dậy. Ba. Hạnh, cái gì vậy, đang nói chuyện mà sao con ngủ vậy? Ngủ vậy? Tự nhiên mệt quá. Thấy gì không? Thấy gì đâu, lại thấy buồn ngủ quá, con ngủ luôn đó. Trời ơi, nhưng mà mọi người phải tin con đi, con thấy được điều đó, mọi người phải tin con. Để con nhớ coi, trước khi mà con thấy á, là con sẽ bị đập đầu. Con đập đầu xong rồi con sẽ thấy. Trời, thấy không? Nhẹ quá, có gì nặng nặng hơn không? Thấy sao con? Nhẹ quá. Hả? Thấy gì không? Kiếm gì nặng nặng hơn được không? Trời đất ơi, tao đang mất gì giờ quá. Để tôi đi làm ra ông ơi. Bà. Gì vậy? Gì vậy ba? Cái đồng... Hạnh, có sao không con? Trời ơi! Bà ơi! Hạnh ơi, dậy đi con. Tiền điện 2.802.347 đồng. Cô Hiền! Cô Hiền! Mở! Ui, đâu vậy? Một người quen con đang gặp nguy hiểm. Người đó quan trọng con lắm, con đi với nội. Ba đâu? Hả? Cái gì vậy? Ba đừng có đi đâu hết nha ba. Ba đừng đi đâu hết. Con thấy ba nằm sấp trên đường, người ba báo không mà ba ơi, ba đừng đi đâu hết nha ba. Ui, nó bậy ba. Rồi. Không phải đâu, ba mặc cái áo trắng này luôn nè. Ba nằm sấp trên đường, người ba báo không mà ba đừng có đi đâu hết nha ba. Rồi. Ba đi về đi họp một cuộc họp quan trọng, ba phát biểu luôn. Không có ba đó là làm sao là được. Trời ơi, không ai tin con hết vậy, con thấy hết. Con còn thấy tiền điện tháng này của nhà mình là 2.802.347 đồng. Chưa hết đâu. À, cô giáo Diệu Hiền sẽ gặp nạn và thằng Mẫn sẽ chạy đi cứu cô giáo Diệu Hiền. Ba ơi, ba nghe là con ba đừng đi đâu hết nha ba. Nghe ba. Ba nói lại, bà cuộc họp rất quan trọng, ba phát biểu. Thật ra, nè. Nó tỉnh rồi đó, bà lo giữ nó nha. Không, được không, được, ba đừng có đi. Ba ơi, ba sẽ nằm sấp trên đường, người bỏ máu không, mặc áo trắng thế nào ba. Người bỏ máu không ba ơi, người bỏ máu không, máu nhiều lắm ba. Nếu nó nói đúng thì mặc áo này cũng không an toàn. Thôi bà. Hả? Đi ủi cái áo màu khác cho tôi liền. Ông ơi, như vậy tôi ông ở nhà đừng đi ông ơi. Không được, phải phát biểu quan trọng bà phải đi chứ. Làm đi. Bà. Rồi, đi ủi phải không? Ừ, vậy là ba tin con đúng không ba? Ba! Trời ơi! Hạnh! Cái gì mà con hốt hoảng vậy Hạnh? Hả? Cái chuyện gì vậy? Ba đâu rồi mẹ? Ba con đi họp hội đông y rồi. Trời ơi! Sao ba lại đi vậy? Ba không tin vào giấc mơ của con hay sao? Trời ơi! Con nghĩ đi! Cái dịp này làm sao không có mặt ba con được. Nhưng mà ba con cải số rồi. Ông đổi cái màu áo khác rồi, yên tâm đi.
áo màu xanh ngọc đúng không? Sao con biết hay vậy? Chết rồi, ba chết rồi mẹ ơi. Vậy không được, không được cản ba con rồi. Con cản vậy ông quýnh con chết. Phải có cách. Còn lại con phải nghĩ cái cách gì đó cứu ba. Mày đi ra đi. Ba ơi ba. Ba ơi. Không bát nó luôn. Trời ơi, tiền điện 2.802.340. Mày dám cào mặt tao? Cô làm gì nãy giờ em gọi con bắt máy vậy? Cô nói cho nghe nè, một hồi nữa có gì cô gọi lại cho em sao nha. Bây giờ con đang trong tình thế đó, nguy hiểm như lắm Mận ơi. Bây giờ đối diện chung cư của con có sát thủ giết người đó Mận. Trời, cô biết nguy hiểm nên sao con không về nhà đi cô đó làm gì? Nếu như mà hôm nay cô có mệnh hệ gì xảy ra, em nhớ nhà đối diện chung cư của cô lầu 6, phòng 21 nha Mẫn, nhớ nha. Trời ơi, đó không phải là chuyện của cô đi về nhà liền đi, nguy hiểm lắm cô biết không? Không được, cô không có về được. Làm sao mà cô để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật được. Vậy nha Mẫn, bây giờ cô gọi lên nhà em sao nha. Cô đi về đi cô. Không được mà cô đã nói không được rồi. Cô phải gọi công an liền. Vậy nha Mẫn, để cô gọi công an cái đã. Nha Mẫn nha. Cô Hiền, cô Hiền, có gì vậy cô? Cô Hiền, cô gì vậy Mẫn? Cô Hiền ơi, vụ gì vậy? Chết rồi, có người biết rồi em ơi. Mẫn, cô đi đâu vậy? Một người quen con đang gặp nguy hiểm. Người đó quan trọng con lắm, con đi nha nội. Có gì báo hết biết nha Mẫn. Ủa, con này sao nghe quen vậy ta? Dạ thì câu này cũng ba con nói đó nội. Hả? Ông nội. Ông nội, ông nội. Ba ơi. Hả? Nội ơi, ba con để điện thoại ở nhà rồi. Phải có mặt chứ, bài phát biểu quan trọng mà. Sống chết gì của tôi cũng có mặt. Có chai nước ngọt với lại bịch bánh cô ơi. Ây da, trời ơi, ai vậy, ai số tôi vậy? Dạ con làm cái gì số ba vậy? Con chỉ muốn bảo vệ ba thôi. Trời ơi, làm gì, trời ơi, quần áo gì, tao đi gặp ai hiểu rồi vậy chứ. Trời ơi, là trời, mày chết cái tao. Mày, ba, con bảo vệ ba. Bảo vệ cái gì, mày chết cái tao.